đồ khô của chú ở đây nha các bạn. Đó, đúng đó đó. Thì để có gì mình về mình để cái số điện thoại của chú lên, với mình ghim chính xác cái vị trí ở đây nha. Cái này là đường chú đi là đi Hương Lộ 2 vô. Còn mấy bạn search trên Google là thường là nó sẽ ra đường tỉnh Lộ 10 á. Đó, đằng sau ở trường học. Rồi nha các bạn.